Nữ diễn viên Hollywood Mary Streep và con gái Mamie Kummer đã cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ của buổi công chiếu đầu tiên cho bộ phim Quirky and the Flash tại New York vào ngày 3 tháng 8 vừa qua. Và tại buổi ra mắt phim, nữ diễn viên kỳ cựu được rất là nhiều khán giả yêu mến về lĩnh vực điện ảnh đã tiết lộ mình không đủ dũng khí để hát ngoài đời thực mà chỉ dám hát trên phim mà thôi. Dù khá nổi tiếng nhưng đây là lần đầu tiên nam diễn viên người sắc Robert Downey đứng đầu danh sách những nam diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới được tạp chí Forbes bình chọn. Mặc dù Meryl Streep đã từng hát trong các bộ phim như Into the Woods và Mamma Mia, nhưng cô thừa nhận mình chỉ có đủ dũng khí làm điều đó khi trên phim. Bạn biết đấy, nó rất khác nhau, mỗi nhân vật đều khác. Mỗi con người tôi thể hiện mỗi lần hát, họ không giống nhau bởi vì họ là những người phụ nữ khác nhau. Tôi không nghĩ là tôi có thể đứng trước mọi người và hát, nhưng nếu đưa tôi một nhân vật thì tôi sẽ hát. Đây cũng là lần đầu tiên Meryl Streep cùng con gái là nữ diễn viên Gummer hợp tác trong một dự án điện ảnh. Tôi luôn nghĩ mẹ mình là con người thật tuyệt vời, tuy nhiên đây là lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến được điều đó. Những biểu hiện của mẹ tôi thật đáng kinh ngạc và vượt qua mong đợi của tất cả mọi người trên trường quay. Âm nhạc là nền tảng quan trọng của bộ phim và Meryl Streep đã phải học đàn guitar để thể hiện nhân vật. Tất cả những bài hát biểu diễn trong phim đều được quay trực tiếp. Bộ phim Quirky and the Flash xoay quanh câu chuyện về gia đình, sự tha thứ và đề cập đến một góc nhỏ về nữ quyền. Nữ diễn viên Meryl Streep trong vai Quirky, một ca sĩ quán bar đã rời bỏ gia đình để đeo đuổi giấc mơ trở thành ngôi sao nhạc pop. Cô quay về với chồng cũ sau khi cô con gái rơi vào chứng trầm cảm sau ly hôn. Quirky and the Flash được công chiếu rộng rãi trên toàn nước Mỹ từ ngày 7 tháng 8.